Chương trình đạp xe diễu hành thương hiệu quốc gia vừa được Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội. Đây là một trong các sự kiện có ý nghĩa nằm trong khuôn khổ tuần lễ chương trình thương hiệu quốc gia 2019. Chương trình đạp xe diễu hành thương hiệu quốc gia nhằm quảng bá cho chương trình thương hiệu quốc gia, đồng thời khích lệ động viên các doanh nghiệp đã đạt thương hiệu quốc gia, được nhà nước chứng thực cho uy tín của các sản phẩm đại diện cho ba giá trị trụ cột là chất lượng, đổi mới, sáng tạo, năng lực tiên phong. Sự kiện này còn nhằm khích lệ người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hưởng ứng việc sử dụng hàng Việt Nam. Các doanh nghiệp đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia đã thực sự là những tên tuổi, thương hiệu đáng tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp Việt, không chỉ giúp doanh nghiệp khẳng định hình ảnh của mình mà còn tôn vinh hình ảnh của Việt Nam ra thị trường quốc tế.